Từ sau Tết Nguyên đán 2021 thì trứng gà quê ở các huyện ngoại thành Hà Nội được giao bán với giá cực rẻ. Giá trứng bán buôn cho các tiểu thương tại trang trại khoảng 1.100 đồng một quả, còn bán lẻ tại các chợ cóc hoặc giao bán trên mạng với giá 2.000 đồng một quả. Tính ra thì 10 quả trứng gà giờ đến tay người tiêu dùng chỉ khoảng 20.000 đồng một chục. Trứng gà lại có giá rẻ kỷ lục như vậy, nhiều người mua cả khay hàng trăm quả cùng lúc để giải cứu cho bà con chăn nuôi. Nguyên nhân khiến giá trứng giảm thê thảm, rẻ hơn rau được lý giải là bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu tiêu thụ của người dân giảm mạnh. Trong khi đó thì nguồn cung trứng vịt, trứng gà tại nhiều địa phương lại dồi dào. Từ giữa tháng 10 năm 2020 thì khu vực huyện Thanh Trì xôn xao thông tin đang có phương án xin xét duyệt lên quận. Điều này khiến đất nền tại nhiều khu vực tăng nóng. Tại xã Tứ Hiệp, nơi được đồn đoán sẽ thành trung tâm hành chính của Thanh Trì khi lên quận, giá đất tăng chóng mặt. Có những khu vực giá đất đã tăng 2 đến 4 lần, còn tại các nơi mặt đường Ngọc Hồi, Văn Điển, mức giá bán dao động từ khoảng 60 triệu đến gần 100 triệu đồng một mét vuông. Theo các chuyên gia bất động sản thì quá trình đô thị hóa cần thời gian, hạ tầng được đầu tư, giá trị bất động sản mới tăng theo, chứ không có chuyện từ huyện lên quận là giá đất lên. Việc giá đất lên theo thông tin lên quận ở Thanh Trì chỉ là giá ảo, bị thổi giá. Cùng với niềm vui vì dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát thì nông dân các huyện Đông Nam tỉnh Gia Lai đang rất phấn khởi vì nhiều loại nông sản địa phương được mùa được giá. Với 1 hecta dưa hấu, canh tác chưa đầy 3 tháng, người dân có thể đạt lợi nhuận gần 300 triệu đồng. Cùng với dưa hấu, nông dân vùng nguyên liệu mía ở huyện Chư Sê cũng chung niềm vui được mùa được giá. Nông sản được mùa được giá trong liên vụ này đã phần nào giúp nông dân tại gia lai giảm khó khăn trong điều kiện phòng chống dịch bệnh và đầu tư sản xuất trong những vụ mùa tiếp theo.